Biển Đông xin chào các bạn, đây là một con mực lá khổng lồ có cân nặng là 2,5 kg. Ngay bây giờ thì Biển Đông sẽ cùng xẻ cái con mực này ra để cắt ra thành những miếng nhỏ cho khách thưởng thức ạ. Em cắt từ đầu xuống em ơi. Mực lá là cái loại mực được đánh giá là ngon nhất các bạn nhé. Nó ngon hơn mực mai, nó ngon hơn mực ống, nó ngon hơn mực trứng. Thịt của nó dày như miếng cùi dừa ấy, và đặc biệt nó rất là dai và ngon. Đấy, đây là cái phần mà mình đã xẻ. Em manh ra, chị em manh hai bên ra. Các bạn nhìn thấy bên trong ạ, nghi ngút khói rất là nóng. Ok em làm đi. Thân mực rất là dày, đây là phần cái râu đã được có tách ra đấy ạ. Ăn bên dưới. Con mực này có cân nặng là 2,5 kg các bạn nhé. Cái đĩa này là đĩa 40 phân mà nó nằm kín cái đĩa này. Tay của mình là găng tay 20 phân này, cái đĩa này phải 50 phân ạ. Đĩa này phải 50 phân. Găng tay của mình là 20 phân mà. Các bạn nhìn thấy không? Con mực nó rất nóng ạ. Nó rất nóng và nó rất là dày. Khói nghi ngút, em cứ làm bình thường thôi.